Hiện tại chúng ta đi trên đường Trần Doãn Khanh. Đường Trần Doãn Khanh đi từ đường Nguyễn Văn Thủ rẽ vào đoạn cuối là đường Nguyễn Thành Y có độ dốc 8m, dài khoảng 72m thuộc địa bàn phường Đa Cao quận 1. Theo như nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư thì con đường này thời Pháp thuộc có tên đường Nghĩa Công. Ngày 19 tháng 10 năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên đường Trần Doãn Khanh.